Vào khoảng 12 giờ 14 phút ngày 27 tháng 7, Sơn La xảy ra động đất mạnh 5,3 độ Richter, rung chấn lan đến Hà Nội, khiến những tòa nhà cao tầng rung lắc trong khoảng 10 giây. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Toàn cầu cho biết, tâm chấn ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Sau 25 phút, huyện Mộc Châu lại xảy ra động đất mạnh 3 độ, độ sâu 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, vùng chấn tâm. Phó Chủ tịch huyện Mộc Châu, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người, một số nhà đã bị rạn nứt. Tại xã Na Mường, các vết nứt ngang dọc chạy từ mặt đất lên tới trần nhà bưu điện xã. Nhiều mảng trần bị bong chóc rơi xuống đất. Tại thị trấn Mộc Châu, một số đá tảng trên núi đã lăn xuống đè nát đầu ô tô. Chính quyền xã, thị trấn đang cho người đi thống kê thiệt hại. Đây là trận động đất được đánh giá có cường độ khá mạnh, gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội. Ghi nhận tại Hà Nội trưa ngày 27 tháng 7, nhiều người sống tại các tòa nhà cao tầng cảm nhận rung chấn rất rõ, nhiều đồ đạc trong các tòa nhà ở vị trí neo cao bị chao đảo. Một số người hốt hoảng đã chạy ra khỏi các tòa nhà cao tầng. Các tỉnh Lai Châu và Sơn La nằm trên nhiều đường đứt gãy địa chất nên thường xảy ra động đất. Rung chấn có thể lan đến các tỉnh thành lân cận như Hà Nội. Gần đây nhất, vào ngày 2 tháng 7 và ngày 12 tháng 7, tại huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu đã xảy ra hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 2,7 và 4,6 độ Richter.